Bà con và các bạn đã theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động trên sóng đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn bà con và các bạn luôn đồng hành với chương trình để cập nhật những thông tin về các loại cây trồng vật nuôi, các phương pháp canh tác mới đang được áp dụng trong nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Và sau đây, mời bà con và các bạn cùng điểm qua một số thông tin nông nghiệp đáng chú ý trong và ngoài tỉnh sẽ có trong chương trình hôm nay. Lâm Đồng tiếp tục phát triển hợp tác xã nông nghiệp tạo mối liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Sản phẩm bột sâu và xu hướng tiêu dùng trong mùa dịch. Tuyên quan phát triển rừng cổ lớn, nâng cao giá trị kinh tế rừng trồng. Giống châu Nhật Bản cho năng suất cao được trồng tại thành phố Đà Lạt. Hợp tác xã nông nghiệp luôn có số lượng và chất lượng dẫn đầu trong khu vực kinh tế tập thể. Các hợp tác xã tổ hợp tác nông nghiệp đã tạo ra những mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, từ đó tạo giá trị thu nhập ổn định. Vì vậy, trong thời gian tới, ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục phát triển lĩnh vực này. Đến nay, Lâm Đồng có 4 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và phát huy tốt vai trò giới thiệu bao tiêu sản phẩm cho các thành viên đã chủ động trong phát triển sản xuất kinh doanh và tự ký kết hợp đồng để mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 367 hợp tác xã nông nghiệp với hơn 8.400 thành viên. Doanh thu trung bình của một hợp tác xã khoảng 2 tỷ 250 triệu đồng một năm, lợi nhuận trung bình 358 triệu đồng một năm. Thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong hợp tác xã khoảng 48 triệu đồng một năm. Kết quả xếp loại hợp tác xã năm 2021 đạt 45% hợp tác xã hoạt động khá tốt. Ngoài ra, có 381 tổ hợp tác nông nghiệp với 8.476 tổ viên. Các tổ hợp tác hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, theo phương thức cùng nhau tham gia sản xuất một chủng loại sản phẩm, cùng tìm doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản, hỗ trợ giúp nhau vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật. Với những kết quả đạt được trong năm 2022, ngành nông nghiệp Lâm Đồng phấn đấu thành lập mới 20 hợp tác xã, 10 tổ hợp tác nông nghiệp, có gần 50% hợp tác xã hoạt động xếp loại khá tốt, gắn với hình thành chuỗi cung cấp đầu vào và tìm đầu ra nông sản để thành viên nông dân yên tâm sản xuất. Cùng với xây dựng chuỗi liên kết, việc bảo quản nông sản sau thu hoạch cũng là một trong những yếu tố quan trọng có phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chỉ có khoảng 15% tổng sản lượng nông sản được chế biến. 50% nông sản được sơ chế bảo quản. Vì vậy, lượng nông sản hư hỏng do hàng tồn kho khá nhiều. Nhiều doanh nghiệp cá nhân ở Lâm Đồng đã chú trọng hơn đến việc đầu tư kho lạnh để bảo quản nông sản, nhằm giảm tổn thức và nâng cao giá trị nông sản. Hợp tác xã Thiện Thanh xã Đà Sơn, huyện Đơn Dương đầu tư hai kho lạnh để bảo quản nông sản từ năm 2019. Theo ông Trần Thiện Thanh, giám đốc hợp tác xã Thiện Thanh, đặc thù sản phẩm rau củ dễ bị dập nát, hư hỏng. Vì vậy bảo quản sau thu hoạch giữ vai trò quan trọng. Vì đầu tư hệ thống kho lạnh đã giúp mang về cho công ty các đơn hàng nông sản lớn. Sau khi thu hoạch, rau sẽ được sơ chế, cắt bỏ phần hư hỏng, đưa vào bao bì, rồi xếp gọn gàng, chuyển vào kho lạnh. Chờ khi đủ hàng để cung cấp cho các đối tác mới được vận chuyển đi. Sử dụng phương pháp này cũng cho thấy với việc bảo quản bằng kho lạnh sẽ giúp cho thực phẩm giữ được khối lượng, giá trị dinh dưỡng khác hẳn so với các loại hình bảo quản khác. Nhờ quy trình khép kín từ sản xuất và đông gói, đưa vào kho lạnh bảo quản đến tiêu thụ, giá trị nông sản của công ty tăng từ 20 đến 40%. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng nhân rộng các trung tâm sau thu hoạch trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, đầu tư hệ thống kho lạnh. Chuyển sang một thông tin liên quan đến xu hướng được người tiêu dùng ưu tiên vì sức khỏe sau những biến động do đại dịch COVID-19. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi ghi nhận tại công ty dala House, huyện Đơn Dương. Trung bình mỗi ngày, lò sấy của công ty dala House, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương chế biến từ 300 đến 400 kg rau củ tươi thành sản phẩm bột rau. Trong 2 năm qua, doanh thu của đơn vị này không hề bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mà luôn tăng trưởng đều. Khách hàng chỉ cần giao dịch trên các sàn thương mại điện tử, website, Facebook, sản phẩm sẽ được đơn vị giao đến tận nhà. Rau củ tươi chứa nhiều nước và rất dễ hư, các sản phẩm bột rau hiện được sản xuất theo phương pháp sấy lạnh. nhiệt độ thấp. Quy trình này giúp cho bột rau giữ được hương vị và hàm lượng dinh dưỡng tự như rau tươi. Tín hiệu vui là các sản phẩm bột rau trong nước từ khi xuất hiện trong khoảng 2 năm nay đã nhanh chóng được nhiều người tiêu dùng đón nhận vì sự tiện lợi, đa dạng và dành cho nhiều lứa tuổi. Hơn nữa, sản phẩm này còn thu hút những người tiêu dùng theo xu hướng healthy food, nghĩa là thực phẩm ở dạng tự nhiên, nguyên bản, không chất phụ gia. Nối tiếp chương trình sẽ là những thông tin nông nghiệp tại nhiều địa phương trong cả nước đang rất được quan tâm. Trong thời gian gần đây, tình trạng cua nuôi chết bất thường trên diện rộng tại nhiều địa phương ở Cà Mau khiến người nông dân gặp rất nhiều khó khăn. Ghi nhận tại huyện Nam Căng nơi được biết đến với vùng nuôi cua lớn và nổi tiếng nhất của vùng đất mũi. Gia đình anh Dương Văn Thơm ở ấp 5 xã Hiệp Tùng có 2,5 hectare diện tích nuôi tôm, cua kết hợp vụ mùa này anh thả 10.000 con cua biển giống khi cua đã phát triển và bắt đầu cho thu hoạch thì tình trạng cua chết xảy ra liên tiếp hai con nước gần đây gia đình thu hoạch được khoảng 20 kg cua nhưng không bán được con nào do cua bắt lên được khoảng từ 15 đến 20 phút bị chết hoặc thương lái không dám thu mua do cua bị bệnh huyện Nam Căn hiện có gần 8.900 hộ nuôi cua với diện tích trên 24.000 hecta từ đầu năm đến nay, đã có hơn 4.300 hộ nuôi có cua bị bệnh, mức độ thiệt hại bệnh quân khoảng 52%. Hiện trạm khuyến nông huyện Nam Căng đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn xuống địa bàn thu mẫu, phân tích nguyên nhân cua chết. Nếu như năm 2021, hiện tượng cua chết xảy ra đại trà vào khoảng tháng 7-8, thì năm nay tình trạng cua chết hàng loạt xảy ra vào những tháng đầu năm. Nguy cơ thiệt hại dự báo đến cuối năm sẽ có thể cao hơn năm trước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã khẩn trương chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, làm rõ nguyên nhân, có giải pháp khắc phục để người dân yên tâm sản xuất. Mùa khô 2021-2022, thời tiết diễn biến rất phức tạp, đe dọa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống người dân tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, nhờ chủ động ứng phó hiệu quả, nên tỉnh Tiền Giang đã vượt qua khó khăn ổn định sản xuất và đời sống cho người dân. Ngay từ đầu mùa khô 2021-2022, Tiền Giang đã triển khai các phương án phòng chống hàng mặn, bảo vệ sản xuất và đời sống tại các vùng sản xuất trọng điểm của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đầu tư gần 38 tỷ đồng thi công các công trình thủy lợi phòng chống hàng hán diện rộng và xâm nhập mặn có khả năng lớn sau vào thượng nguồn, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống. Ông Nguyễn Đức Thịnh Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tiền Giang cho biết, đến thời điểm hiện nay, tỉnh đã triển khai đắp đập quyện Tấn Thành ngăn mặn xâm nhập từ sông Tiền vào để đảm bảo nguồn nước cho hai tỉnh Tiền Giang và Long An và đảm bảo cung cấp nước cho 800.000 người dân ở thành phố Mỹ Tho và các huyện phía đông. Ngoài việc đắp đập ngăn mặn trữ ngọt, tỉnh đã vận hành các giếng dự phòng để cấp nước cho nhà máy nước Đồng Tâm cũng như nhà máy nước Bình Đức để đem nguồn nước về cho các huyện phía đông các giải pháp ứng phó chủ động và kịp thời, có phần khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Khi tỉnh chuyển sang giai đoạn bình thường mới, thích ấn an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022. Thưa bà con, đối tiếp chương trình sẽ là một thông tin về phát triển kinh tế rừng trồng mà Lâm Đồng chúng ta cũng có thể tham khảo, áp dụng. Tuyên Quang là một trong ba tỉnh có sản lượng gỗ lớn nhất vùng Trung Du miền núi phía Bắc, đứng thứ ba của cả nước về tỷ lệ rừng che phủ đạt 65%. Phát triển kinh tế từ rừng, đặc biệt là rừng cổ lớn, là một trong những giải pháp bước đi cụ thể để tỉnh không ngừng nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, từng bước đưa Tuyên Quang trở thành hình mẫu về phát triển lâm nghiệp. Gia đình ông Vũ Văn Huệ là một trong những hộ điển hình trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. Nhờ trồng rừng, gia đình ông đã có của ăn của để. Tuy nhiên lâu nay, gia đình ông chỉ trồng cây keo chu kỳ 5 năm, sản lượng gỗ cho thu hoạch khoảng từ 70 đến 80 triệu đồng một hecta. Trong khi đó, chuyển sang trồng rừng cổ lớn từ 10 đến 12 năm thì khối lượng gỗ có thể tăng lên 120 đến 150 mét khối trên một hecta. Thấy được hiệu quả kinh tế, gia đình ông đã chuyển hơn 5 hecta diện tích rừng trồng, cung cấp gỗ nhỏ sang chu kỳ rừng cổ lớn. Với giá hiện nay, trung bình gỗ nhỏ là 1,2 triệu đồng trên 1 mét khối, gỗ lớn là 2,4 triệu đồng trên 1 mét khối. Thì giá trị kinh tế rừng gỗ lớn tăng gấp đôi so với trồng rừng với chu kỳ 5 năm. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao hơn, trồng rừng gỗ lớn còn góp phần bảo vệ đất, giữ nước, chống xói mòn, sạt lở đất. Tỉnh Tuyên Quang xác định phát triển rừng gỗ lớn là hướng đi lâu dài, bền vững. Tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cây giống lâm nghiệp để trồng rừng bằng các loài cây keo lai mô cây keo tay tượng nhập ngoại dổi sáu trám trắng hỗ trợ phát triển cây dược liệu lâm sản ngoài gỗ bảo tồn trồng mới các loại cây đặc sản cây dược liệu có giá trị xem xét hỗ trợ lãi suất vay với các tổ chức tín dụng trung hạn dài hạn đối với tổ chức hộ gia đình cá nhân trong rừng sản xuất Vâng, thưa bà con, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của Lâm Đồng vốn rất thích hợp cho nhiều loại cây trồng sinh trưởng và phát triển. Nông dân Lâm Đồng cũng rất mạnh dạn nhập khẩu nhiều giống cây trồng mới để phát triển kinh tế. Những hình ảnh mà bà con và các bạn đã nhìn thấy trên màn hình là một vườn dâu Nhật Bản giống mới ở phường 7 thành phố Đà Lạt. Với giá bán 500.000 đồng một ký, giống dâu này đã nhận được những phản hồi tích cực từ người tiêu dùng với hương vị ngọt, quả đẹp và năng suất cao. Đây là diện tích 30.000 30 m2 canh tác dâu tây Nhật Bản giống mới của nông trại cuốn Puppy Farm phường 7 thành phố Đà Lạt. Sau thời gian dài nghiên cứu các giống mới có nguồn gốc từ nhiều nước trên thế giới, giống dâu, dâu Nhật này cho thấy ưu điểm vượt trội, kết hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tại Lâm Đồng nên đã được trồng với diện tích lớn như hiện tại. Canh tác trên giá thể, phân, thuốc và nước tưới đều được cung cấp đến cây trồng qua hệ thống tưới tự động, điều khiển bằng các thiết bị thông minh sau 2,5 tháng, cây sẽ cho trái bói. Giống dâu Nhật Bản này được đánh giá là cho quả ngọt, quả sai và đẹp mắt. Anh chủ của nông trại cuốn, anh có nghiên cứu và phát triển rất nhiều là loại dâu. Ở farm thì hồi xưa anh đã nghiên cứu từng dòng dâu hàng và những dòng dâu đã có tại địa phương. Nhưng mà sau đó rồi thì anh ấy nhập hơn 10 giống dâu trực tiếp từ nước ngoài về. Sau quá trình nghiên cứu thì cho lại được cái giống dâu hiện tại như bây giờ, là giống dâu Nhật Skyberry nó có sức chống chịu bệnh tật cao hơn các dòng dâu khác mang tính ngọt và trái của nó săn chắc hơn à, à, hiện tại thì bọn em đang sử dụng cái uh, phương pháp là trồng với sơ dừa giá thể công nghệ cao tất cả đều hoạt động gần như 80 đến 90 trăm là dựa vào máy móc chỉ có là theo dõi nhiệt độ lá và quan sát cây để tìm ra được những cái dấu hiệu thay đổi của cây Hiện nông trại cuốn Baby Farm đang cho khách tham quan và trải nghiệm thu hái dâu tây tại trang trại với giá là 500.000 đồng một ký đối với giống dâu Nhật Bản này. Đến tham quan, nhiều du khách không khỏi ngạc nhiên về giống dâu chất lượng cao này. Cái việc mà nông sản sạch đang là một cái xu hướng hiện nay. Thì cái việc mà vào tham quan một cái vườn dâu sạch như vậy tạo cho du khách rất là nhiều hứng khởi. Và vào được tới vườn, này, chúng ta được hái các loại dâu trên đây trồng theo kiểu công nghệ thì du khách rất là thích và dạ, tạo ra sự hào hứng rất là vui cho du khách ạ. À. Chị cũng như nhiều du khách khác là mỗi khi đến Đà Lạt hay là bất kỳ một nơi nào thì cũng đều mong muốn là mình được đến những cái tiếp cận với những cái sản phẩm sạch, sản phẩm mà có cái chất lượng cao. Mặc dù là cái giá cả ở ở vườn dâu này có thể là nó mắc hơn những cái vườn dâu khác, nhưng mà mình thấy đây này những cái trái dâu nó rất là tươi, nó rất là 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 chất lượng mà cách đây một tháng ấy là chị cũng đã tới Đà Lạt thì chị cũng qua vườn dâu này và chị cũng được trải nghiệm là mua hái dâu xong mua và đem về mình 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 dùng luôn ở ở, ở tại thành phố Đà Lạt đây này thì chị thấy là cái trái dâu nó 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 ngọt nó 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 ngọt mát rất là ngon tức là mình thấy cái cái vị nó rất là khác so với cả những cái vườn dâu mà ờ, trước đây là mình biết. Buppi Farm là điểm du lịch nông trại vốn thu hút nhiều du khách đến tham quan. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, sử dụng các sản phẩm nông sản chất lượng cao của người tiêu dùng, đơn vị này thường xuyên nhập khẩu nhân giống mới, thử nghiệm và phát triển sản xuất. Và giống dâu mới này từ Nhật Bản đã được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Trong thời gian tới, đơn vị này tiếp tục sang canh tác giống dâu tây bạch tuyết hứa hẹn sẽ tạo nên điểm nhấn khác biệt cho nông sản chất lượng cao của Lâm Đồng. Nội dung chia sẻ đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Bà con và các bạn quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động LTV a.gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Đến đây, Hãy Yến xin nói lời chào tạm biệt.